Hello mọi người, thì mình biết là mùa đông năm nay rất là lạnh lẽo. Để sưởi ấm cho con tim của các bạn, mình sẽ giới thiệu với các bạn 7 món đồ giới hạn được lấy trong Lovefood. Đúng rồi đó, nó cũng không có sưởi ấm lắm đâu. Nhưng mà các bạn đừng buồn nha, những cái món đồ này nó khó lấy giống như là crush của các bạn nha. Nếu là bạn nào đã sở hữu một trong những món này thì hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Bởi vì biết đâu crush đọc được comment của các bạn thấy các bạn quá dữ, quá đẹp trai. Bởi vì sở hữu những món đồ limited trong Lovefood là sao? Nhưng mà nói chung thì tất cả cũng chỉ là có thể thôi nha. Hello, và nếu như các bạn kéo xuống và like video này của mình thì tỷ lệ ra được trái quỷ xịn của các bạn sẽ tăng lên rất là cao. Yo, xin chào các bạn, sẽ đến với hai cái món đầu tiên, cũng chính là hai cái món đồ giới hạn được lấy gần đây nhất trong Lovefood, chính là cái nón 10B và cái haki màu xanh lục. Thì hai cái món đồ này các bạn có thể lấy thông qua cái sự kiện 10B của Lovefood ha. Thì nó sẽ tiêu tốn của các bạn đâu đó khoảng 1850 nguyên liệu mới á. Thì nhìn chung cái haki này khá là đẹp, kiểu cũng khá là thiên nhiên, cây cỏ, đất đai đồ ha. Tuy nhiên bù lại thì cái nón này nó như cái cục kia. Nó chỉ cộng cho các bạn 10% kinh nghiệm thôi. Nhìn chung thì nó khá là phế luôn á. Không biết tại sao mình lại cho nó làm mythical nữa. Admin có coi được cái video này sửa lại thành common hay gì đi nha. Thấy cái này hơi phế đó. Thì quay mà fan, admin không biết tiếng Việt, mình xin lỗi. Hello các bạn, thì đến với ba cái món tiếp theo. Thì ba cái món này đó chính là Santa với lại LH ha. Và ngoài ra thì có cái thiền Giáng sinh nữa. Thì cái nón của ông già Noel á sẽ tăng cho các bạn 400 máu và là 400 năng lượng. Và ngoài ra nó còn tăng đam và tăng tốc độ di chuyển cho các bạn khá là nhiều luôn. Wait bro, bây giờ mình mới thật sự thắc mắc này, nó còn xịn hơn cái nón 10B nữa đó. Tại sao nó chỉ là rare thôi? Đúng thật là áo thật đấy. Nhưng mà cái nón mình đang đợi không phải là cái nón của ông già Noel đâu nha. Chỉ là cái nón mà mình mua ở bên ngoài shop thôi, mua cho nó ấm áp á mà. Ok, thì mấy cái món đồ này được thêm vào sự kiện giấy sinh năm ngoái ha. Và lúc đó các bạn có thể farm quái để đổi kẹo và lấy kẹo đó để đổi những cái vật phẩm này. Và những cái món đồ nó cực kỳ xịn luôn. Và nhất là cái thiền á, bởi vì nó chính là một cái thiền chạy khá là nhanh trong Lovefood. Chắc là chỉ sao là cái thiền ghi bát thôi. Bởi vậy nên mình là khá kỳ vọng một update 18 lần này ha. Mong mà nó sẽ xịn sò như cái update năm ngoái. Ok, thì đến với cái món đồ thứ sau đó chính là cái Snow Coat, hay còn gọi cái khác là Dirt Coat á. Tại vì các bạn gọi là Snow Coat là do có một số người nhầm lẫn đó chính là cái update mới. Admin sẽ cho ra mắt cái coat này nhưng mà thật ra là không phải. Cái này chính là cái coat khá là lâu rồi, từ năm 2019 lần. Thì đây chính là cái món đồ hiếm nhất trong Lovefood và nó chỉ có khoảng tầm đâu đó 20-30 người có thôi. Tại vì đây chính là một trong những cái món đồ mà được giới hạn lượng lấy khá là gắt ha. Thì để có được áo tròn này á, các bạn phải chiến thắng một cái giải đấu mà do admin tổ chức. Thì cái đó là lúc đầu thôi các bạn. Rồi cái giải đầu tiên admin tổ chức á thì các bạn sẽ được thưởng như vậy. Chứ giờ mình nghĩ là thưởng triple yugu thôi chứ đâu ai muốn cái áo tròn đó đâu. Tự nhiên có ba thanh kiếm vừa bự vừa dài, thằng nào rảnh đi lấy cái áo tròn. Nhưng mà quan trọng hơn hết là bây giờ cái áo tròn nó không còn cái giá trị nhiều đâu các bạn. Chủ yếu là giá trị trưng bày thôi chứ bây giờ sức mạnh của nó búp là thật sự khá là phế. Tại vì nó từ năm 2019 rồi mà. Ok ok, thì cái món đồ cuối cùng đó chính là ẩu rồi đã. Mình không có nói gớt vậy đây chứ nha. Đó chính là những cái danh hiệu của admin. Thì đây chính là danh sách 11 cái danh hiệu mà không ai có thể có được ngoài trừ admin và bạn bè của anh ấy. Và một khi mà các bạn đã sở hữu được cái danh hiệu này thì các bạn có thể sử dụng những cái lệnh của admin một cách rất là thoải mái luôn. Nghe mà chỉ biết ước thôi. Thì đó chính là 7 món đồ mà giới hạn được lấy trong Lovefood. Nếu bạn đã có sở hữu một trong 7 món đồ đó thì bạn hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì video đã dài rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video này sau. Nhớ like, đăng ký kênh và chuông thông báo ủng hộ mình nha. Bye bye.